Anh Khoa và những người thực hiện chương trình của chuyên mục Chat Với Sao rất vui được gặp lại các khán giả trong những ngày đầu năm. Và những ngày đầu năm thì luôn luôn mang những ý nghĩa thật đặc biệt đối với tất cả mọi người chúng ta. Sẽ có người đi chơi nhưng cũng sẽ có người dành thời gian để cùng đến với các chương trình truyền hình. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một trong những gương mặt đầu năm sẽ mang đến nhiều hơi thở mới cho các khán giả cũng như cho một đời sống âm nhạc trong năm 2010. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón nhân vật khách mời trong những ngày đầu năm, ca sĩ Mỹ Tâm. Xin được đồng kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin được kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Và thay mặt cho các khán giả cũng như là để đáp lại lời chúc của Mỹ Tâm thì gửi đến Mỹ Tâm một bao lì xì. Điều này là Tâm rất là thích. Tâm hy vọng rằng là sẽ có một cái gì đó đặc biệt dành cho mình. Thế thì khi mà cầm bao lì xì trên tay ấy, thì Tâm có nhớ là đã bao lâu rồi mình không có còn có cái dịp cầm những cái bao lì xì nhân dịp Tết đến hay không? Không có. Có nghĩa là? Nghĩa là năm nào cũng có đó. Đến bây giờ vẫn có. Năm nào ba mẹ cũng tặng cho Tâm lì xì cho Tâm cả. Yeah. Tức là chị hoặc là những kia thì cũng có luôn á. Ví dụ như là không nhiều nhưng mà giống là từ trên xuống dưới thì là người lớn lì xì cho người nhỏ. Rồi Tâm thì mừng tuổi lại bố mẹ rồi anh chị. Rồi người lớn này có phải lì xì cho những người nhỏ trong gia đình còn lại? Quá nhiều luôn. Tâm có cũng khoảng 10 cháu. 10 cháu? Dạ. Yeah. Thế là thì chuẩn bị hồng bao. Nói chung là nhiều lúc là cũng thiếu lên thiếu xuống hoài à. Wow. Và vẫn như phong tục mỗi năm, chị đón giao thừa tại quê nhà. Chính xác. Lúc nào cũng vậy, không có lần nào mà mình đón giao thừa xa nhà cả. Lúc nào khán giả cũng chờ đợi mình hết, nhưng mà đặc biệt những ngày Tết thì thường là người ta đi với gia đình đi coi ca nhạc nhiều hơn hoặc là thưởng thức ca nhạc nhiều hơn. Thế thì chị có nghĩ rằng là mình làm thiệt thòi cho các khán giả của mình hay không, bởi vì là những ngày Tết thì suốt một tuần lễ được nghỉ thì họ thèm nghe mình hát hơn. Có không? Tâm nghĩ rằng là Tết thì chắc mọi người cũng sẽ có những kế hoạch của mình. Bản thân Tâm cũng vậy, khi mà Tết đến thì mình về thăm gia đình, về với gia đình và thăm bà con, hàng xóm, bạn bè. Yeah. Còn các khán giả thì chắc họ cũng sẽ có những cái kế hoạch như thế. Thì những cái mùng 1, 2, 3, 4, 5 thì thường thường là mình chúc Tết nhau. Rồi sau đó thì mình bắt đầu đi làm lại. Thì khoảng ngày 6, mùng 6, mùng 7, mùng 8 là Tâm bắt đầu đã đi làm lại rồi. Thì Tâm để cho khán giả đi chúc Tết xong rồi bắt đầu mới đi coi Tâm hát. Có nghĩa là cũng biết sắp xếp đúng không ạ? Cứ đi chung Tết đi, rồi dành những ngày sau đó là đúng xem Tâm hát cũng còn kịp. Và cái Tết có ý nghĩa như thế nào đối với Mỹ Tâm? Rất là ý nghĩa chứ, bởi vì Tâm rất là thích mùa xuân. Yeah. Tâm là một người rất thích mùa xuân và đặc biệt là thích Tết. Rất là rộn ràng, nhân nít vậy đó. Được gặp gia đình đông đủ nhất. Rồi được ăn thoải mái nhất, những món mình yêu thích nhất, được mẹ làm những cái món mà mình thích từ ngày xưa, rồi được quay quần, được nói chuyện về những công việc năm mới rồi kia với gia đình thì Tâm rất là thích. Đó là một cái điều mà Tâm luôn mong chờ trong một năm. Và giao thừa thì rất có những cái ý nghĩa đối với từng người khác nhau. Thế thì khi mà trở về Đà Nẵng rồi cùng với gia đình như vậy thì trong cái giây phút giao thừa những cái năm trải qua thì giao thừa thường thì có những cái nghi lễ như thế nào đối với gia đình Tâm? Giao thừa thì Tâm và gia đình lúc nào cũng phải quay quần với nhau hết á. Yeah. Bây giờ thì mỗi anh chị đều có nhà riêng hết rồi. Nhưng mà cứ đúng giờ giao thừa cũng phải về nhà bố mẹ. Thì Tâm thì chưa lập gia đình cho nên là Tâm ở với bố mẹ. Cúng giao thừa xong thì mở rượu và ngồi ăn cặt chả rồi này kia, uống với gia đình rồi. Yeah. Kia. Sau đó thì ăn chè, ăn hột dưa rồi này kia. Xong hết rồi bắt đầu mới đi ngủ. Mấy giờ? Thường thì mấy giờ? Thường thường là chắc cũng phải 3 giờ sáng á. Và sáng hôm sau thì chắc là Tâm dậy trễ nhất. Bao giờ cũng vậy á. Gia đình thì mẹ thì này kia là 6 giờ là dậy. Dạ. Hết rồi. Nên ra là cũng lục đục rồi. Có thể là làm món ăn cho gia đình. Còn Tâm thì sáng mùng 1 nếu mà chịu khó dậy sớm. Nhưng mà thường thường sáng mùng 1 thì Tâm dậy sớm lắm. Dạ. Chứ không phải là không. Rồi cùng phụ mẹ nấu ăn rồi gì đó, xong rồi ăn cùng gia đình cho vui. Wow. Rồi bắt đầu mới đến việc mừng tuổi. Yeah. Mừng tuổi xong thì mới đi thăm từng gia đình của anh chị, đi trong gia đình hết. Thăm đi chung Tết lẫn nhau. Đúng rồi, đúng có nghĩa là tâm cả gia đình kéo nhau đi qua nhà anh đầu, rồi đến chị hai, rồi đến anh ba, anh tư này kia.
trừ nhà Tâm thôi. Nhà Tâm trong Sài Gòn thôi. Coi như khi là nhà chị nhà Tâm không mấy là thật là xong xong ngày mùng 1. Là xong mấy ngày rồi. Về lại cũng đuối. Vâng. Thế thì ở Đà Nẵng cái Tết cái không khí bên ngoài đường như thế nào vậy? Cũng có chợ Tết thì cũng có mọi thứ. Dạ đúng rồi. Đúng là có chứ. Nhiều lúc sợ Sài Gòn cũng không vui bằng Đà Nẵng vậy đó. Đó là nó vậy. Tại thật ra cũng chưa ăn Tết ở Sài Gòn bao giờ cho nên cũng không cảm nhận được rõ lắm. Tuy nhiên thì có một đợt Tâm về trễ nhất là 30, Tâm vẫn còn ở đây rồi tối mới về. Thì Sài Gòn nó trả lại một cái không khí rất là êm đềm. Rất là thích, thật sự là rất thích. Mình đi xuống phố thì mình sẽ thấy đông đúc. Rất là nhộn nhịp. Thì Tâm cũng thích cái không khí đó lắm. Và cũng may mắn là ông trời ông cho một cái không khí rất là đẹp ở Sài Gòn vào những ngày Tết. Thì đó là cái điều mà Tâm thích. Rồi về tới Đà Nẵng thì nó rộn rịp cái kiểu khác. Như là đi Tâm phải đi mua sắm đồ Tết cho gia đình chẳng hạn. Rồi đi thắm sắm đồ cho cháu rồi này kia cũng vui lắm. Rồi mình cảm đó cái không khí Tết là do mình thôi. Cái cảm giác là do mình thôi chứ còn cũng không phải là ai tự tạo cho mình cả. Và cái Tết như Mỹ Tâm kể thì quả thật là có cái niềm vui riêng khi mà ở bên cạnh gia đình người thân nè. Rồi những cái việc như là thường nấu ăn trong nhà ngày Tết nè, hay là gói bánh chưng, những cái đó thì Tâm có trải qua. Bánh chưng thì Tâm đã trải qua rồi khi mà ông ngoại còn sống. Thì khi ông ngoại còn sống thì ông ngoại gói bánh tét á, làm những cái điều rất là Tâm cũng thích được nè. Nấu mứt gừng nè, làm mứt gừng, mứt me rồi kia nữa. Nhưng mà giống như là bây giờ họ không làm gì nữa, tự nhiên cái mình cái cũng buồn. Tâm cũng thích làm mấy cái đó lắm. Mấy năm nay Mỹ Tâm tự quản lý và điều hành công việc của mình, thế thì mọi việc vẫn ổn? Nói chung là vẫn thở đều. Chắc chắn là sẽ khác một Mỹ Tâm trước đây đúng không ạ? Có người làm việc đồng hành cùng với mình, tuy nhiên bây giờ vẫn có nhưng mà chị tự quản lý bây giờ thì nó nhiều hơn. Thế thì nếu mà để so sánh, có bây giờ chị so sánh một cái vấn đề gì đó trong công việc, trong cuộc sống của mình hay không? Thật ra thì so sánh thì chắc cũng có gì so sánh cả. Thì cuộc sống là nó tiến triển một cái gì đó rất là tự nhiên. Thì Tâm nghĩ là con người của mình cũng vậy thôi. Lúc nào mình cũng muốn hướng đến một cái gì đó tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, hay nhất. Ai cũng vậy. Và bản thân mình đang cố gắng để làm điều đó. Khi mà tham công tiếc việc cũng có nghĩa là mình vô hình một cách nào đó mình tự bóc lột bản thân mình, hay mình ít dành thời gian nhiều cho bản thân để cân đối việc đó. Tâm dành cho nhiều lắm. Dành cho mình nhiều lắm. Nguyên năm đi chơi không còn thấy đó. Có nghĩa là mình cảm thấy mình thoải mái nhất. Thật ra thì Tâm nghĩ là mình nên làm những gì mình thích. Đương nhiên cái sự thích của mình nó phải được nằm trong một kép
ví dụ như là nó không ảnh hưởng đến ai mà nó mang đến cái lợi ích tốt nhất cho xã hội, nhà không chỉ cho mình không mà cho xã hội. Thì cái điều mà Tâm thích là được đi đây đó, được thăm những người nghèo, được làm một cái điều gì đó mà mình có thể thấy vui trong lòng, thì đó là cái điều mà Tâm thích. Cho nên là nguyên một năm qua là chỉ đi chơi thôi. Nói đến cái việc đi chơi của Minh Tâm mà đúng nghĩa thì có lẽ là các khán giả, nếu mà ai có xem những cái chương trình định kỳ mà chị đã làm á, thì sẽ biết là đi chơi theo cái nghĩa của chị là đến thăm những cái người có hoàn cảnh không may mắn và chia sẻ với họ. Thế thì từ bao giờ ấp ủ những cái kế hoạch đó và đã xong tay để mà làm ngay ạ? Cái này thì cũng lâu rồi. Thật ra cũng phải lâu, nhiều hồi xưa Tâm hay tham gia những cái công tác xã hội lắm. Dạ. Hồi mà còn bé cơ. Nên là cũng làm nhiều rồi. Rồi sau này tự nhiên đi hát, rồi tự mình làm cái người ta nghĩ mình khác à. Dạ. Chứ thật ra thì nó cũng như ngày xưa, Tâm nếu Tâm không làm ca sĩ thì Tâm không đi làm cái đó. À, thì mình làm không biết có ai nói gì mình là gì không nữa. À. Đúng không? Nhưng mà thật ra thì cái chính là giờ mình may mắn hơn là vì mình có điều kiện để mình làm một cách nó quy mô hơn, bài bản hơn. Với lại mình tiếp cận được người ta một cách đúng nghĩa nhất, chứ không có phải là phải thông qua ai để mà mình biết rồi mình mới gửi này kia, không phải vậy. Yeah. Thì đó là cái điều mà Tâm vui khi mà làm được. Và khi mà đặt cho cái thương hiệu của chương trình đồng hành với cái tên Mỹ Tâm Foundation là Nâng Bước Ngày Mai, có một cái ý nghĩa gì? Tại vì cái quỹ từ thiện của Tâm là dành cho các trẻ em nghèo, yeah, mồ côi, khuyết tật cũng như là trẻ em hiếu học. Thì nâng bước ngày mai thì rất đơn giản là muốn trẻ em là một cái thế hệ tương lai, yeah, của đất nước. Thành ra là mình dùng cái chữ ngày mai là mình muốn nói là về trẻ em. Thì là nâng bước là làm sao cho các em nó có một cái hy vọng, giúp đỡ các em có một cái niềm tin trong cuộc sống của mình. Thì mình lấy cái tên là nâng bước ngày mai. Yeah. Và khi mà đi vào những cái vùng sâu vùng xa để mà thấy và chứng kiến những cái cuộc đời của các em, có thay đổi gì đối với cuộc sống, cái suy nghĩ của Tâm hay không? Có những cái mảnh đời mà mình nghĩ rằng là làm sao mà họ có thể sống được, làm sao họ có thể vượt qua được những cái khó khăn trong khi mình quá may mắn. Tâm nói thật á, mình quá sướng rồi. Yeah. Mình sướng quá rồi, sướng không chịu nổi luôn á, mà còn than gì nữa. Tâm thấy rằng là nhiều người họ phải nuôi biết bao, có những người á, Tâm mới xem truyền hình thấy có một cái anh đó, anh sống mà anh sống trên núi thôi, yeah, với một người mẹ, mà anh cũng đi làm thuê cắt mướn, rồi anh cũng phải đi gánh hàng rồi này kia để lấy tiền thôi, mà anh nuôi 12 đứa con, yeah, con mà wow, con đó là con nhận nuôi thôi, wow, con của người ta, yeah, mà anh nuôi được, mà anh là một người bộ đội xuất ngũ rồi về thì anh tự sống vậy và nuôi đứa bé nào cũng khấu khỉnh. Tâm nghĩ trời ơi, anh mà làm được điều đó mà một mình như vậy mình quá sướng rồi gì nữa. Mình không thể làm được những người như vậy, thì rõ ràng là tất cả những điều mình đang làm rất là nhỏ thôi. Dạ. Không có gì để đáng nói hết. Và đã vượt qua hết những cái khó khăn, mặc dù là có những lần không có tài trợ nhưng mà vẫn để chương trình diễn ra và đưa cái thông điệp Nâng Bước Ngày Mai đến với mọi người trong cộng đồng, trong xã hội. Bên cạnh đó, một mặt của đó của mỗi con người khi làm từ thiện thì bạn nghĩ là mình làm cái việc đó để mình tích phước hoặc là tích đức cho mình về sau. Thế thì còn với Mỹ Tâm? Lớn quá. Lớn quá hả? Lớn quá lớn, sao nó làm không được. Yeah. Thật ra thì cứ nghĩ rằng là mình nhận được nhiều cái điều may mắn trong cuộc sống thì mình nên chia sẻ cái điều đó với những người không may. Nếu làm được cái gì thì mình làm thôi, chứ cũng phải làm vì để được cái này được cái kia. Có một lần đọc báo, thấy báo Tuổi Trẻ có đăng về cái việc một cái người mà họ cũng giúp một cái người đi qua đường thôi, mà đi giúp xong thì người ta lại quay qua chửi nữa. Yeah. Nhưng mà cái người cô con gái thì rất là tức giận là vì sao mà người đó làm như thế. Thì người bố mới nói với người con gái rằng là khi mà mình làm á thì mình đừng có mong là người ta sẽ trả ơn. À. Tự nhiên đọc xong câu chuyện đó, tự nhiên có một cái bài học rất là lớn cho mình. Và Tâm cũng đã ngồi viết lại cái điều đó trong cái cuốn sách của mình để nhắc nhớ mình rằng là trong cuộc sống làm thì không cần phải trả ơn. Nếu như mà làm nghĩ rằng người ta sẽ phải cảm ơn mình thì đừng làm. Bởi vì đơn giản là cuộc đời này cho và nhận, đúng không ạ? Mình nhận một cái này của người khác và mình sẽ trả bởi những cái là cái vòng xoay cuộc sống. Thật ra cái đó là quy luật của cuộc sống rồi. Và mình làm cái gì thì sẽ có người biết cái điều đó. Không cần nghĩ thì phải nói ra. Đúng không ạ? Không cần phải suy nghĩ điều đó. We'll be right back.
Chào quý vị, Mỹ Tâm đang đứng tại Nghệ An và đặc biệt là Tâm đang đứng tại nhà tưởng niệm của Bác Hồ kính yêu. Hôm nay Mỹ Tâm đã có một buổi trao học bổng cho 30 em học sinh nghèo hiếu học tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Hôm nay thì trong không khí rất là ấm cúng, Mỹ Tâm cùng với các em đến tham quan và cũng như thắp hương tưởng niệm đến Bác Hồ kính yêu. Tâm rất là hạnh phúc và rất là vui khi có thể cùng các em đến đây để thăm Bác Hồ. Cuộc hành trình về Nghệ An của chúng tôi trở nên vui hơn, hào hứng hơn bởi có nhiều các bạn nhỏ cùng tham gia. Các em chưa một lần về quê ngoại, quê nội của Bác. Trời Nam Đàn Nghệ An một ngày giữa thu, nắng lên nhưng không chói chang và gay gắt như mọi khi, chào đón bước chân của chúng tôi. Nếu mà nói mỗi người chúng ta, nhất là nghệ sĩ, thường hay có cái tính là cả nể. Đôi khi mình nghĩ là thuê kệ 9 bỏ làm 10, mình cũng không phải ấy. Nhưng mà những cái sự việc vừa qua, mặc dù là năm mới thì không có nhắc chuyện cũ nhiều, chị cũng là một cái biểu hiện cho sự thành công khi mà mọi người nói rằng là chị biết lên tiếng để dành quyền lợi cho mình cho cái việc là các đối tác đã khai thác nhạc chuông nhạc chờ trong rất là nhiều năm của chị, mà thà cái tiền đó chị làm từ thiện. Thế thì đôi khi cái sự thẳng tính quá của mình, chị có nghĩ là làm thiệt thòi cho bản thân không? Đó thì cũng không phải thẳng tính lắm, mà cái đó là làm đúng. Yeah. Chứ không phải là thẳng tính, không phải bản thân Tâm, mà là tất cả các ca sĩ khác cũng vậy thôi. Nhưng mà tại họ không làm chứ không phải rằng là thẳng tính quá, mà các ca sĩ khác họ cũng muốn làm nhưng mà họ không làm. Còn bản thân Tâm thì Tâm muốn cái thích cái gì đó nó đúng, tại vì trong một xã hội mà nếu cần phát triển thì mỗi người họ phải có ý thức. Nếu như mà bản thân Tâm vẫn im lặng như vậy, dù sao cũng là một ca sĩ được các bạn trẻ, họ cũng có một số bạn thì cũng xem mình như là một cái tấm gương, thì đó là cái một may mắn cho Tâm. Thì nếu như để được cái điều đó, để cho các bạn không cảm thấy rằng là cái tấm gương này nó mờ hoặc là nó không xứng đáng, thì bản thân Tâm phải lên tiếng những cái điều gì nó không đúng. Rồi báo đăng Tâm nói lấy tiền tỷ rồi này kia cũng làm quá vậy thôi, chứ thật đâu có, không có không có đến mức độ vậy lắm vậy đâu. Nhưng mà Tâm có thu được tiền và có làm một cái chương trình từ thiện cho bà con nghèo ở miền Trung rồi. Wow. Thế thì khi mà nói về những cái ca khúc tác quyền bây giờ thì việc phát hành một cái album không phải chỉ đơn thuần là đóng tiền tác quyền là thôi, đóng tiền tác quyền là có thể phát hành được cái sản phẩm âm nhạc đó, mà phải có cái sự đồng ý của cái người tác giả nữa. Thế thì bây giờ chính những bài hát của chị là những cái bài hát mà cũng được các ca sĩ trẻ họ mong muốn, họ thể hiện rất là nhiều. Chị nghĩ là chỉ riêng cho chị không? Không hẳn. Tâm nghĩ rằng là bạn nào thích hát thì vẫn có quyền hát. Ngay cả trong các cuộc thi và cả các thí sinh. Đúng rồi. Có một số bạn cũng hỏi Tâm về những cái bài hát mà muốn hát đó. Wow. Có chứ, nhưng mà tùy. Có những bạn thì Tâm đồng ý, có những bạn Tâm không đồng ý. Là bởi vì sao? Khi mà làm nó phải đúng mục đích. Ví dụ như cái bài hát đó, Tâm cũng phải hỏi là bạn làm theo kiểu gì? Hoặc là bạn có trân trọng nó không khi mà bạn hát? Thì mình cảm nhận được, mình cảm thấy rằng là nó không có chưa có có đúng cái lúc để các bạn làm như vậy thì Tâm từ chối, chứ không có vấn đề gì cả. Còn ngoài ra thì các bạn lấy hát thoải mái. Wow. Đó là về phía Tâm thôi. Còn về đúng theo bản quyền rồi này kia thì nếu muốn sử dụng thì phải hỏi bản thân Tâm, mà khi muốn sử dụng một cái ca khúc của nhạc sĩ khác thì phải hỏi. Yeah. Bên cạnh Mỹ Tâm Foundation và cả Mỹ Tâm Entertainment có một cái dàn ekip các bạn trẻ đồng hành với chị. Chị đã dìu dắt các bạn như thế nào để mà cảm thấy là bây giờ có những cái người có thể đồng hành cùng với mình bất cứ mọi lúc mọi nơi? Có lẽ là do cái những cái hoạt động của mình. Dạ. Thì làm cho các bạn mới thấy rằng là không phải là cho mình mà cho tất cả mọi ai, mà cho cuộc sống. Và nó không mang cái tính ích kỷ, nó không có mang cái tính là cá nhân. Cho nên rằng là chính vì vậy mà các bạn Tâm tạo cho các bạn một cái sự gọi là đến với nhau bằng cái sự yêu thích công việc và suy nghĩ, quan điểm về cuộc sống. Chứ không phải là vì Tâm hát hay, vì Tâm giỏi hay là gì, hay là như thế nào đó, thì cũng không phải vậy. Mà vì cái cách cư xử giữa con người với nhau, đúng không ạ? Khi mà một người khác dựa vào tên tuổi của mình để tạo một sự thu hút kèm theo, bản thân chị đã từng là người trong cuộc, chị cảm thấy như thế nào? Biết nói sao vậy? Có thấy chính ra cũng khá là nhiều người, không lẽ bà tự nói mình cũng có khá là nhiều người cũng có lên tiếng giùm chị.
rồi ít khi nào thấy chị nói cái gì đó đúng không ạ? Chị nghĩ mình là người của công chúng thì cái việc người ta đưa tên mình lên thì chuyện bình thường. Và cái thứ hai nữa rằng là việc cái được sự yêu mến của khán giả dành cho mình nhiều. Cho nên là các ca sĩ khác muốn nhắc đến tên mình thì đó cũng là một điều hay thôi. Tại vì dù sao mình cũng có thể làm một công việc gì đó có ích. Mình không cần làm gì mà nó cũng có ích cho họ thì cũng được. Tôi nghĩ vậy cũng được, không sao. Trong năm vừa qua, khi mà có những cái chuyện buồn trong làng giải trí, Khoa nghĩ không phải nói cụ thể nhưng mà ai cũng có thể biết, thì bản thân như chị lúc đó chị ở xa, rồi mọi người vẫn chờ, ai cũng lên tiếng hết, nhưng mà lúc đó cũng không nghe tiếng nói của chị. Mặc dù Khoa nghĩ là chính ra chị cũng là một trong những người sẽ có một cái gì tuyên ngôn để mà chia sẻ, đúng không ạ? Thật ra thì Tâm chỉ lên tiếng với những cái gì mà nó nói thẳng về mình, thứ nhất là một. Cái thứ hai là nó đụng chạm đến cái môi trường của mình là hai. Và cái thứ ba là cái điều sâu kín nhất mà cũng tế nhị và nhạy cảm nhất, đó là nó ảnh hưởng đến cái gọi rằng là cái tự trọng của người phụ nữ. Thì ba cái điều đó là làm Tâm phải lên tiếng. Còn ngoài ra người ta có nói gì Tâm cũng quan tâm. Thì Khoa chắc cũng biết rồi, và cả làng giải trí cũng đều biết Tâm là người không bao giờ nói gì hết. Nhưng mà khi mà đụng chạm đến ba cái điều đó thì Tâm không bao giờ bỏ qua. Ngay cả cái việc mà khi mà nhạc chuông nhạc trời đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều ca sĩ cũng buồn, cũng gặp Tâm, cũng nói chuyện, chứ đâu phải là mình Tâm thôi. Thì Tâm mới làm như vậy, là làm như vậy đâu phải. Có thể là người ta sẽ ghét Tâm, sẽ không thích Tâm, nhưng mà cái mình làm đúng là mình phải làm. Nhắc đến Mỹ Tâm, không thể nào quên được những ca khúc mà có lẽ là gần suốt 10 năm qua, như là Nhé Anh, rồi Hát Với Dòng Sông, rồi Cây Đàn Sinh Viên. Và nếu như theo những cái nghiên cứu thị trường cho cái biểu đồ phát triển của âm nhạc trong những cái năm gần đây á, thì dường như là chị đã đi vào lòng công chúng vì những cái ca khúc của chị gắn với đời sống, gắn với những cái hoàn cảnh cơ hàn của họ, và họ thấy đâu đó ở trong cái lời ca tiếng hát của chị có họ. Còn bây giờ khi mà rất là khó để có một cái ca khúc hit, chị nghĩ có thể có được những cái năm tháng như là những cái bài hát chị đã từng tạo thành công hay không? Tâm nghĩ rằng là cái thời điểm là quan trọng nhất. Cái thời điểm mà Tâm xuất hiện, mới xuất hiện và được mọi người yêu mến, rồi biết đến mình và yêu mến, thì là một cái thời điểm khác của xã hội và là thời cuộc á. Nó cũng khác. Thì bản thân bây giờ bạn thấy đó, nhà nhà làm ca sĩ, người người làm ca sĩ, đúng không? Thì bài hát cũng quá trời luôn, nhiều quá vô cùng kể, mà nhiều lúc Tâm gặp mà Tâm cũng biết bạn ấy là ai luôn, mà nghe bài hát cũng biết giọng nào hát nữa. Khó lắm. Cho nên rằng là, và chính vì nó quá nhiều như vậy cho nên là nó sẽ có ra rất là nhiều luồng khán giả, nhiều cái sự thưởng thức khác nhau. Bản thân Tâm thì hồi xưa thì mình còn nghe nhạc này nhạc kia hoặc là kia, chứ bây giờ nhiều quá rồi, thì thỉnh thoảng bạn nào cho mình nghe thì mình nghe vậy thôi, chứ cũng không thể kiếm được lại. Và nó cũng không có những cái ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà Tâm nghĩ rằng là bây giờ để có một cái bài mà hit được nữa thì cũng khó hết cái kiểu như ước gì rồi, khó lắm. Chắc chắn là khó. Thì vì không hiểu vì sao, nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm nó khác. Tâm nghĩ là một phần là do cái thời điểm nó khác. Nếu như mà thời điểm đó hồi xưa thì nó dễ, nhưng bây giờ bạn thấy đó, đến tận bây giờ không phải chỉ Tâm mà tất cả những ca sĩ khác cũng vậy thôi. Có thể là bài hát đó hay, rất hay, nhưng mà nó cũng không thể cho cả nước biết đến, cả Việt Nam biết đến một ước gì được. Khó lắm. Chơi thương.
ai khi mà đến với nghệ thuật cũng đều mơ ước cho mình là được nhiều người biết đến và có được những cái sự thành công nhất định. Thế thì một cái trường hợp của Mỹ Tâm nổi tiếng khi còn rất là sớm thì dường như bây giờ các bạn trẻ vẫn cố làm rất là nhiều, có nhiều những cái cách để PR hơn, nhưng mà để đến một cái vị trí nhất định thì rất là khó, và quan trọng là giữ cái phong độ của mình trong suốt gần một thập niên qua là 10 năm. Chị sẽ chia sẻ một tí gì với các khán giả những dịp đầu năm khi đó là trên mặt thành chị? Thật ra thì Tâm đến với âm nhạc một cái điều rất là vô tư. Tâm hát bằng cái sự vô tư và cái sự đam mê của mình. Khi mà Tâm mới vào nghề, Tâm chỉ đi học, Tâm đã nói là Tâm muốn làm cô giáo chứ Tâm đâu có muốn làm ca sĩ đâu. Mà nếu mà cô giáo là dạy môn gì? Thì chắc chắn là dạy nhạc rồi. Dạy nhạc. Thích chạy mấy đứa nhỏ lắm. Kiểu vậy. Khẽ đầu vậy con phải không? Đây cầm cây, các con nhìn đây, 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 đây. Là thích lắm. Dạ. Chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ cũng chưa nghĩ là mình sẽ trở thành ca sĩ. Nhưng mà sau đó thì đi thi thì thật ra mà nói về vấn đề này, nếu như mà bạn đọc cái cuốn sách mà Melodies of Time mà Tâm sắp phát hành á, thì sẽ cảm nhận rõ điều này hơn. Tâm muốn nói về một cái chặng đường mình mới đi hát như thế nào. Thì vì sao mà mình được như vậy là Tâm làm việc bằng một cái sự vô tư như Tâm nói. Thì Tâm hát và Tâm không có suy nghĩ là tôi đến vì tôi thích nổi tiếng quá. Không thích như vậy quá. Cho nên là mà khi mà mình suy nghĩ mà mình làm vì mình muốn nổi tiếng thì mình sẽ khó được một sự bền vững. Có thể bạn sẽ nổi tiếng nhưng mà nó không có bền vững, nó không có lâu. Và bản thân Tâm may mắn được đi lên bằng từng cái bậc thang. Đó là cái sự tôi luyện và nó làm cho Tâm có được cái ngày hôm nay là nhờ những cái giai đoạn đó. Tâm không có bỏ qua giai đoạn nào hết. Từ khó khăn, từ sung sướng, từ nỗi buồn, từ niềm vui, từ thất vọng và những cái hy vọng. Cho nên là mình được như hôm nay là nhờ những cái điều đó. Và như chị nói về cái dự án Melody of Time của chị thì đó là một cái sản phẩm truyền tải bằng âm nhạc hay là bằng một cái ngôn ngữ khác? Bằng âm nhạc. Trong đó cũng có nhiều cái hoạt động khác nhau. Cái chính vẫn là dựa trên âm nhạc. Nhưng mà mình nói về những cái công việc có thể là nó khác nhau hơn một tí. Thì chẳng hạn như cái việc Tâm viết sách và ra sách như thế này, sách ảnh, thì cũng là một cái mà khác so với Tâm. Và nói đây thì lại tò mò thêm, nghĩa là chưa hiểu rõ hết một cái dự án của chị như thế nào. Nghĩa là trong đó có album nè, là những cái bài hát hit trong thời gian qua. Không phải là bài hát hit của Tâm mà là những ca khúc mà Tâm đã hát từ thời sinh viên. Ví dụ như là Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương. Rồi có hát cái dòng nhạc đó nữa hả? Có chứ, tại vì đó là bài hát mà Tâm đã tốt nghiệp. Tâm đã nói về những cái bài hát mà thời sinh viên mà. Thì Câu Hò Bờ Hiền Lương này Tâm đã có hát, Nhớ Về Hà Nội, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Bèo Nhạc Mây Trôi. Cái này là chưa ai biết nhưng mà hôm nay nói luôn. Nghe là mùa xuân mà. Có nghĩa là lần đầu tiên mình bật mấy những cái ca khúc mà ngày trước mình đã hát. Đúng rồi. Khi mà chưa là một ca sĩ chính thức, đúng không ạ? Đúng rồi, đó là hồi còn đi học. Dạ. Rồi thì mọi người nghĩ là Tâm sẽ không hát được. Nhưng mà Tâm hát thì bằng cảm nhận của mình thôi. Thì Tâm nói là Tâm sẽ có ra một cái album là Quê Hương Đất Nước mà. Là những ca khúc mà Tâm hát hồi là sinh viên. Dạ. Trong đó có cả bài Em Vẫn Đợi Anh Về. Rồi nói chung là cũng những bài mà Tâm rất là thích. Và cùng với những ca khúc anh Quang nghĩ là các khán giả đang chờ đợi thì sách là cái gì, rồi ở trong đó còn nó là một cách thể hiện tự truyện của mình hay là sao? Một cuốn sách ảnh. Nhưng mà nó đúng nghĩa là sách và ảnh chứ không phải là chỉ có album ảnh. Có nghĩa rằng là không phải chỉ lật ra là xem hình, Tâm không làm như vậy được, mà có những cái điều mà Tâm tâm sự ở trong đó như một cái cuốn sách vậy, vừa có lời viết vừa có hình ảnh này kia. Và bao giờ thì cái dự án đó sẽ chính thức có mặt ở trong năm mới của 2010 năm nay? Sau khi vui xuân xong thì Tâm sẽ cho xuất xưởng. rất là nhiệt vời đúng không ạ? Và cùng với những cái dự án đó, Khoa nghĩ rằng là mọi người vẫn chờ đợi những ca khúc nhạc trẻ, những ca khúc nhạc pop trong cái nhạc album mà tình ca đó. Thì có hai ca khúc mới mà trẻ, để thể hiện một cái dòng nhạc trẻ của những cái nhạc sĩ hiện nay. Trong đó có cả các khúc Đợi Yêu mà Tâm biểu diễn trong chương trình Tiếng Nhán Việt Nam mà được nhiều người rất là yêu thích. Mọi người vẫn thường xem như cái hiện tượng của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng cách đây gần 10 năm là một cái gì đó mang lại một cái diện mạo hoàn toàn mới cho âm nhạc,
sau một thời gian của các chương trình như là Tớ Phía Làn Sóng Xanh mọi thứ vân vân, và bây giờ thì lại chờ đợi cho một thế hệ mới, nhưng có lẽ vẫn chưa tìm thấy ra, vẫn chưa thấy được bản thân chị để có được những hôm nay. Mình sẽ chia sẻ như thế nào về cái cách nhìn nhận của mình để mà tạo nên một cái ý thức cho một cái thế hệ âm nhạc trẻ sẽ tiếp nối sau chị, có một cái sự chia sẻ gì không ạ? Khó nói lắm các bạn hiện nay, nó gần mà nó cụ thể thôi. Các bạn hiện nay có một cái điều mà mắc phải là quá vội vàng. Các bạn không có chịu khổ, các bạn thích sướng hơn, nhanh hơn. Cho nên là cái điều đó là một cái cản trở lớn cho các bạn để có thể làm sao có một cái gì đó đột phá. Và bản thân Tâm thì nghĩ rằng là các bạn nên dành thời gian để trau chuốt cho cái nghề nghiệp của mình cách nghiêm túc, thì Tâm nghĩ nó sẽ có những cái đột phá hơn. Tại vì bản thân Tâm thấy bây giờ cũng có rất nhiều bạn hát rất hay, tài năng cũng rất là nhiều, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà do cái suy nghĩ, hoặc là do đương nhiên là cũng vì thời cuộc nữa, thời điểm bây giờ nó khác với hồi xưa. Âm nhạc bây giờ nhiều luồng khán giả cho nên là cũng khó được giống như hồi xưa cũng không có nhiều lắm. Nên là được cái sự đón nhận khán giả nó cũng nồng nhiệt hơn. Thì chính vì vậy cho nên các bạn phải khó hơn nữa, vừa dễ nhưng mà vừa khó. Các bạn được hỗ trợ với rất là nhiều điều kiện tốt về truyền hình, về tất cả mọi thứ, nhưng mà các bạn lại khó hơn, bởi vì khán giả bây giờ khó hơn hồi xưa. Khó tính hơn nhiều. Thành ra bởi vì cũng chính do các bạn tạo ra cho nên mọi người mới khó vậy thôi, chứ còn thật ra cũng không ấy. Thành ra nếu như mà các bạn suy nghĩ một cách chín chắn thì nên tập luyện nhiều hơn để làm. Trong năm nay, bởi vì là Tết diễn ra trong cái mùa Valentine, cho nên hầu như là người ta nghĩ về Tết nhiều hơn là nghĩ về Valentine. Đúng rồi. Mọi người Tâm hơi tiếc nha. Chị có thấy là tiếc thường tiếc. Là hai trong một không thể là hai là hai luôn. Chứ mà hai trong một thì hơi tiếc á. Nhưng mà thế thẳng hỏi luôn, thế thì với trường hợp Mỹ Tâm thì ngày Valentine, ngay mùng một Tết đi, mình dành cho gia đình hay là mình dành cho cái mà mình cần phải dành? Ngày hôm một Tết là chắc chắn là gia đình không đi đâu được. Thật ra là cái lý do mình tiếc đúng không ạ? Cũng tôi cũng nghĩ vậy. Mùng một thì phải dành cho gia đình rồi, chắc đúng không? Chắn. Gia tình yêu lớn của mình mà. Quan điểm đó cũng là một tình yêu đặc biệt trong đời sống của mọi người. Thế thì người ta hay hỏi, thậm chí những cái câu hỏi mà các báo chí vẫn dành cho Tâm, cái suy nghĩ, cái quan niệm tình yêu của một người nổi tiếng như chị khác với người bình thường như thế nào. Nhưng mà hôm nay thì Khoa lại hỏi một cái cách khác á, là không biết là cái quan niệm tình yêu của một người phụ nữ chị thấy là khác với một người đàn ông như thế nào. Ôi, cái này khó quá, cái này làm sao mà có thể trả lời hay được nhỉ. Thật ra tình yêu vô chừng lắm, không biết nói sao hết á. Nhưng mà bản thân Tâm nghĩ là cái gì đến là nó sẽ đến. Thứ nhất là vậy, tình yêu thì mình không thể mà hấp tấp được, hoặc là cũng không thể muốn là có được. Đó là một. Hai, về bản thân Tâm về suy nghĩ về những người phụ nữ thì thích một cái gì đó nhẹ nhàng,
còn người đàn ông thì sao không chịu, không biết sao, không biết nói sao. Nhưng mà phụ nữ thì Tâm thì thích nhẹ nhàng, bản thân Tâm cũng vậy thôi. À, cũng không có khác nhau gì so với những người phụ nữ bình thường khác. Yeah. Bởi vì thật ra Tâm cũng chỉ là người phụ nữ bình thường thôi, đâu khác nhau gì đâu. Thì khác là trên sân khấu Tâm hát rồi điệu đàn làm cho đẹp hơn yeah. người bình thường tí xíu. Vậy thôi chứ cũng không có khác gì nhiều. Okay. Ra ngoài thì mình cũng bình thường. Yeah. À, thì cũng tình yêu thì nghĩ nó đơn giản vậy thôi. Và trong năm vừa qua cùng với một cái dòng sản phẩm mới mà chị ra mắt với lại khán giả đến với các fan của mình, đó chính là mỹ phẩm Thừa Thắng My Time. Thừa Thắng thì có phải là nhớ đến nước hoa thì Thừa Thắng xông lên không ạ? Phải nói rằng là nó xuất phát từ cái sự yêu thích của mình, khi mà mình nghĩ rằng là có một cái gì đó nhỏ nhỏ cho mình thì sẽ rất là hay. Yeah. Đó là cái nước hoa My Time. Thì sau khi Tâm ra dòng nước hoa My Time thì nghĩ làm cho vui vậy, nhưng mà không ngờ là được cái sự đón nhận của khán giả rất là nhiều. Tâm chưa dám nói đến người tiêu dùng, nhưng mà sau một thời gian, một năm sau thì thấy rằng là người tiêu dùng cũng để ý, quan tâm. Thành một cái thói quen để họ bắt đầu làm quen. Đúng sử rồi, dụng đúng không ạ? Thì khi mà ra cái vòng dòng nước hoa My Time thì được đón nhận, thì Tâm mới mạnh dạn để cho ra dòng sữa tắm My Time. Thì thời gian gần đây thì cái sữa tắm thì nó mới đây thôi, thì thấy khán giả cũng đón nhận lắm. Cũng thích. Thì cũng không chỉ là trước mắt là vui vậy, mà tại vì Tâm cũng tập trung về âm nhạc là nhiều, chứ cũng chưa có nghĩ đến về vấn đề về kinh doanh những mặt hàng khác. Nhưng mà cái may là được cái sự hỗ trợ của rất là nhiều người, và của công ty mỹ phẩm Sài Gòn là đã có một cái đội ngũ làm riêng rồi, cho nên rằng là mình chỉ đưa ra ý tưởng thôi thì các bạn làm cho mình. Thì ra sữa tắm My Time, hiện nay Tâm đang cho thực hiện một cái dòng nước hoa cao cấp. Tâm hy vọng là sẽ phát hành, sẽ ra mắt vào trong năm 2010 sớm nhất, đúng không ạ? Mọi người khi mà hỏi một cái vấn đề gì đó, đặc biệt là với những người mà thường hay phải trả lời câu hỏi như chị, trả lời câu hỏi cho Khoa và các khán giả đi, thì hỏi là thường dành bao nhiêu phần trăm cho một cái vấn đề gì đó. Thế thì trước khi mà khép lại chương trình trong những cái ngày đầu năm mới thế này, khi mà có dịp ngồi trò chuyện với Mỹ Tâm, không biết là đến giờ phút này sau những cái thăng trầm và những cái trải nghiệm trong đời sống thì âm nhạc như thế nào đối với chị? Tâm đã từng nói là âm nhạc là nằm trong máu rồi, và khi mình không còn máu nữa thì lúc đó thì âm nhạc mới chết. Đó là cái ý của Tâm, nhưng mà có những lúc mình thể hiện nó không đúng thì mọi người sẽ nghĩ sai, nhưng mà đó là cái ý của mình muốn nói. Thì bản thân Tâm đối với âm nhạc là điều rất là quan trọng, bởi vì bản thân Tâm có những lúc rất là buồn, có những lúc mình không biết mình phải nên làm như thế nào mà mình phải đi làm. Mình buồn lắm, mình cũng không muốn hát hò, không muốn gì hết á, nhưng mà khi mình bước lên sân khấu thì nhờ âm nhạc mình lại vui, vượt mình dậy. Thì bản thân Tâm khi mà buồn vui gì mình nhờ âm nhạc rồi mình lại quên đi mọi thứ. Rồi có những lúc mình buồn nhưng mà mình hát, nhờ cái bài hát đó mà mình có thể trải cái lòng của mình ra vì những cái bài hát đó. Thì rõ ràng âm nhạc nó mang đến cho mình một cái đời sống rất là quan trọng, nó có một yếu tố rất là quan trọng trong đời sống. Thì bản thân Tâm thì không thể nào mà dứt ra khỏi âm nhạc.
Và nếu như là có một cái phép cộng thêm, nếu không phải mô tả một cuộc đời Mỹ Tâm bằng âm nhạc, chị nghĩ còn một cách thể hiện khác không? Tâm thì đâu có âm nhạc nào để miêu tả được Tâm đâu. Dạ. Tâm thấy rằng là Tâm đến với âm nhạc và được thể hiện âm nhạc, chứ Tâm chưa thấy có cái gì về âm nhạc để miêu tả được Tâm hết. Tại vì nếu như muốn vậy thì chắc phải hát viết và nhiều bài, nhiều giai đoạn khác nhau. Nhưng nhiều bài nữa. Thì mới có thể mà diễn tả được Tâm được. Thì Tâm nghĩ rằng là Tâm mong muốn được là một người để miêu tả về âm nhạc, diễn tả về âm nhạc và bằng âm nhạc để nó kết nối những cái tâm hồn con người với nhau, và bằng âm nhạc, nhờ âm nhạc mà để có thể làm những điều mà nó có ý nghĩa trong cuộc sống, thì cho Tâm làm như vậy. Chứ đừng để âm nhạc miêu tả Tâm. Tại Tâm không có gì để miêu tả. Và nói như vậy có nghĩa là Khoa cũng nghĩ là các khán giả cũng có cùng cái suy nghĩ giống như Khoa. Nếu mà trước đây người ta hay nghĩ đến là một Mỹ Tâm thì trước đó là cái chữ ca sĩ. Còn bây giờ khi mà nghĩ đến chị thì không chỉ đơn giản như vậy, mà có cả cái thương hiệu Nâng Bước Ngày Mai nè, rồi có cả những cái sản phẩm của chị dành cho người tiêu dùng như là nước hoa, mỹ phẩm và nhiều hứa hẹn khác mà chưa thể bật mí ngay bây giờ. Không biết chắc chắn điều đó, nhưng lúc nào tin tưởng rằng là nếu mà ngồi mà nói chuyện với Mỹ Tâm rồi thì luôn có những câu chuyện thú vị để mà trò chuyện. Mà nhất là những ngày đầu năm như thế này nữa, một lần nữa thay mặt cho các khán giả của chương trình, xin cảm ơn Mỹ Tâm rất nhiều vì đã dành thời gian ngồi đây trước khi về quê ăn Tết cùng với gia đình. Và chúc cho chị sẽ hưởng một mùa Tết trọn vẹn và đầm ấm cùng với bố mẹ, với những anh chị em trong gia đình. Và sẽ có một cái Tết ý nghĩa nhất, sau đó sẽ hăng hái hơn cho một năm nhiều kế hoạch mới, nhiều phấn đấu mới. Và vẫn là một Mỹ Tâm lúc nào cũng tươi cười và cười sảng khoái như thế này. Xin cảm ơn Khoa rất nhiều và xin cảm ơn chương trình đã dành cho Tâm một cái thời lượng để mà có thể tâm sự với khán giả trong một cái mùa Tết, ngày Tết như thế này. Bởi vì chắc chắn là Tâm sẽ nhớ khán giả của mình khi mà mình không ở Sài Gòn để biểu diễn. Hy vọng là khán giả cũng sẽ nhớ mình khi mà Tâm không có biểu diễn. Nhân cái dịp Tết và cũng là nhân một cái mùa Valentine, Tâm muốn được gửi một lời chúc chân thành của mình nhất đến với những khán giả yêu âm nhạc. Một năm mới an khang và thịnh vượng, cũng như là những cặp đôi sẽ có những tình yêu đẹp trong mùa Valentine, và một năm mới nhiều hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.